theo công thức cải tiến, với bổ sung luôn cả cái trung vi lượng ở trong đó để giúp cho cái bộ rễ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Trong kênh siêu thị cây giống thì Oanh muốn chia sẻ với mọi người về những cái cách chăm sóc, cách chọn giống, những loại cây giống mới. Thì trong cái video này Oanh sẽ giới thiệu với mọi người về một cái loại cây giống mới, đó là cây sầu riêng Musakin. Thì như mọi người cũng đã biết thì sầu riêng Musakin là một trong những cái loại sầu riêng rất là ngon trên thị trường và được mệnh danh là sầu riêng sạch. Nên là những cái thực khách khó tính và đòi hỏi độ an toàn cao thì họ rất là thích loại sầu riêng này. Tại nếu là sầu riêng Musakin chín cây tự rụng thì nó sẽ rất là ngon, rất là mềm cơm và rất là thơm. Còn nếu mà đem sầu riêng Musakin mà nhúng vào thuốc thì nó sẽ bị sượng. Nên là cây sầu riêng Musakin được mệnh danh là cây sầu riêng sạch an toàn. Nên là thực khách họ sẵn sàng bỏ ra số tiền rất là lớn, số tiền cao để mà mua cái loại trái này về dùng. Chính vì thế mà bà con lại rất là ưu tiên trồng sầu riêng Musakin, đúng không ạ? Thì có rất là nhiều bà con hỏi Oanh là sầu riêng Musakin có thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam hay không. Thì trong video này Oanh sẽ gửi đến quý bà con cái chủ đề là sầu riêng Musakin có thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của Việt Nam hay không, bằng cách là đi ra tận một cái khu vườn sầu riêng Musakin được 5 tháng tuổi rồi, để quý bà con có thể tận mắt chiêm ngưỡng cái tốc độ sinh trưởng và phát triển của sầu riêng Musakin. Và hiện tại bây giờ Oanh đang đứng tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì đây là một vùng đất thuộc miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên thì nó cũng là một cái sự tượng trưng cho khí hậu và thổ nhưỡng của từ cái miền Nam Trung Bộ, cái miền Đông Nam Bộ thì nó cũng tương tự, đúng không ạ? Thì bây giờ bà con hãy cùng với Oanh, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một cây sầu riêng Musakin ở phía sau lưng Oanh đây nè, để bà con có thể tận mắt chứng kiến là cây sầu riêng 5 tháng tuổi Musakin thì nó sẽ phát triển như thế nào ở trong cái giai đoạn này bà con ha. Đây ạ, một sầu riêng Musakin 5 tháng tuổi đây nha quý bà con. Thì khu vườn này thì họ đang, chủ vườn đang trồng sen với các cái loại cây khác như là cây mít chẳng hạn. Bà con có thể chiêm ngưỡng ha. Chiêm ngưỡng đây. Sầu riêng Musakin. Sầu riêng Musakin thì cái lá nó sẽ hơi bè ra một xíu. Cái lá nó bè ra một xíu như thế này, mọi người thấy không ạ? Và cái màu nó hơi ngã vàng một chút chứ không phải xanh nha bà con. Cái này lá non thì nó còn vê, chứ cái lá đã thẳng hết ra rồi nè. Lá già nó sẽ ngã ra bên ngoài. Nó sai cái cánh lá nó sẽ bẻ ra bên ngoài. Cái lá nó sẽ hơi nhỏ hơn cái thằng mon thon và đi sáng một chút. Đây là sầu riêng Musakin 5 tháng tuổi nha bà con. Thì cây này cũng đang có một vài vấn đề về sức khỏe, là bị sâu. 5 tháng tuổi. 5 tháng tuổi nè, bà con chiêm ngưỡng nha. 5 tháng tuổi lên mô như thế này là ok, tại vì khi mà cây sầu riêng lớn cái mô nó sẽ từ từ nó hạ thấp xuống nữa. Lại gần cho quý bà con xem nha. Đó. Chồi tược đang ra như thế này. Đúng không ạ? Đang ra rất là tốt nè. Cây nào nhánh nào cũng có chồi đang ra. Và bà con có thể xem nè. Nhánh tán nè. Đây là cái nhánh nhỏ đầu tiên nè. Đây là cái nhánh đầu tiên, nhánh nhỏ nè. Đây ha. Xong nó chia, bắt đầu nó chia nhánh. Như thế này thì khi mà cái trái nó sẽ mọc từ trong những cái cành nè. Những cái cành này nè, đó, những cái cành này nè ha. Thì sẽ rất là sai trái nha bà con. Chúng ta lựa cây giống cũng vậy. Chúng ta phải chọn cái cây mà nó có nhiều cành, nhiều chi, để nhiều chi nhiều cành á, để mà khi mà nó phát triển thì những cái trái nó sẽ mọc từ cái chi đó, nó mọc ra thì càng nhiều cành càng sai trái. Cây 5 tháng tuổi mà con thấy thích không ạ? Rất là thích đúng không ạ? Đó. 5 tháng tuổi mà nó ra cây vậy, mà đáng trọng là cái chồi lá rồi nó đang vượt lên như thế này nè. Nè bà con ha. Đã hả không? Lá rồi, chồi đồ nó đang vượt rồi nè. Này nè. Nó đã chưa? Như vậy thì bà con có thể yên tâm trồng sầu riêng Musakin chưa? Đất của miền Tây Nam Bộ thì đối với giống sầu riêng này thì thích hợp rồi. Thì miền Đông Nam Bộ thế nào? Miền Đông Nam Bộ thì là tương đồng với cái vùng đang trồng sầu riêng Musakin ở Malaysia. Sầu riêng Musakin thì được mệnh danh là vua của các loại sầu riêng.
vì đơn giản là ăn rất là ngon khi nó được trồng theo phương pháp vi sinh hữu cơ kết hợp với chính tự nhiên. Nhưng mọi người không được đem cái trái này nhúng thuốc, nó sẽ bị sượng. Vì thế mà những cái thực khách khó tính mà đòi hỏi cái sầu riêng Musakin, đòi hỏi ăn sầu riêng, thích ăn sầu riêng nhưng phải an toàn á, thì người ta sẽ chọn cái loại này. Có thể là giá nó sẽ cao hơn nhiều luôn. Hiện tại bây giờ đang là 1,2 triệu đến 1,5 triệu một ký à, nhưng mà thực khách người ta sẵn sàng, người ta bỏ tiền ra người ta mua. Thế thì yên tâm mình trồng rồi, cái nguồn rau mình có, thực khách rất là thích, thì yên tâm mình trồng thôi nha bà con ha. Ok, cảm ơn quý bà con rất là nhiều à, mình là Oanh đến từ kênh siêu thị cây giống. Thì trong kênh này thì cũng chia sẻ với bà con về những cái loại cây giống, kỹ thuật trồng cây, kỹ thuật trồng trọt, cũng như là cập nhật cho bà con những cái loại giống mới. Thì sầu riêng Musakin là một trong những loại giống mới nè, thì bà con hãy yên tâm để trồng. Nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới kỹ thuật chăm sóc, kỹ thuật chọn giống thì bà con hãy gọi về cái số điện thoại hiện trên hotline của màn hình nha bà con nha. Thì cho anh em của siêu thị cây giống sẽ tư vấn cho bà con miễn phí. Bà con nào yêu thích Oanh, yêu thích siêu thị cây giống, hãy nhấn vào nút đăng ký để làm một cái lời bình hoặc một lượt like để tạo động lực cho anh em của siêu thị cây giống thực hiện nhiều video hơn nữa nha bà con ha. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đã biết thì khi nhắc tới humic thì bà con sẽ nghĩ ngay tới bộ rễ đó mà. Bộ rễ của cây là một phần rất là quan trọng. Thì cái sản phẩm này được chế tạo theo công thức cải tiến với bổ sung luôn cả cái trung vi lượng ở trong đó để giúp cho cái bộ rễ của cái cây phát triển một cách nhanh chóng và đồng thời đó là từ đó giúp cho cây sinh trưởng và phát triển rất là nhanh và sẽ tiết kiệm được 20-30% cái chi phí sử dụng phân bón cho khu vườn của mình. Và đặc biệt là sau khi mà chúng ta thu hoạch trái xong thì cái vườn cây của chúng ta thường hay bị suy kiệt, thì sản phẩm humic Hoa Kỳ sẽ giúp cho cái vườn của quý bà con phục hồi một cách nhanh chóng nha bà con nhé. Và cuối cùng điều chúng ta mong đợi là khi chúng ta sử dụng sản phẩm humic Hoa Kỳ này, cây của bà con sẽ phát triển mạnh mẽ, cho năng suất cao, trái đẹp và phục hồi nhanh chóng sau khi thu hoạch. Nếu bà con quan tâm đến sản phẩm humic Hoa Kỳ hoặc có bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm này, bà con hãy gọi vào số hotline trên màn hình. Đội ngũ kỹ sư của siêu thị cây giống rất vui được chia sẻ đến quý bà con về bí quyết này và đồng hành cùng quý bà con. Cảm ơn quý bà con rất là nhiều và hẹn gặp lại quý bà con nha.